Rồi nhá, Bắc Điện Biên Phủ đứng yên, di chuyển linh hoạt ở đấy nhá. Đừng để Mình báo bắn được quan con tên tin. 54 đấy. Ok. Bắc gì nhỉ? Bắc xem nào. Có ai nhìn thấy hai con T-30 đâu nhỉ? Một con T-30 ở đây rồi, còn một con T-30 có ai nhìn thấy nữa ở đâu không nhỉ? T-30 chưa? Ở đây em chỉ nhìn thấy có một con T-30. Bác Huỳnh Thi chuẩn bị chạy về bay nhà mình, xông thẳng vào đi theo cái đường giữa nhá, đường D3 D3 này, G3 đấy, đi thẳng xộc thẳng đường giữa. Lôi vào bếp, lôi vào, đứng đây ăn pháo đây. Được rồi, bác Huỳnh Thi lùi lại đi, bác Huỳnh Thi quay về bay đi, chuẩn bị xộc thẳng vào nhà giữa nhà nó. Con T-54 ở phía bên phải này phiền phức quá. Đúng rồi, hay đấy. T-54 một phát rồi. Đúng rồi, hết nó đi. Chứ con này siêu phiền phức. Con T-54 còn 50% rồi. Được rồi, bác Huỳnh Thi xông thẳng vào nhà nó, xông thẳng vào nhà nó đi. Chạy rồi, chạy rồi, T-54 chạy rồi, lên đi. Kìa. Pháo, pháo kìa. Kìa, pháo nó kìa. Gì nhỉ? Cái hướng ở K nhá. Xem quá đẹp, quá đẹp. Bắn được con. Kìa, pháo tiếp kìa. Pháo kìa, pháo kìa. Đang im, hướng đang ở im. K, hướng cái hướng K1, K3, K4 xông thẳng vào nhà nó đi. Bảo mà nói rõ là lên phải lên đi. Hay quá. Mình đi hướng chạy K3, hay quá. K4 xông thẳng vào nhà nó. Sẵn cái pháo đi. Kia kia kia. Pháo xông pháo. Thẳng vào nhà nó đi, nó dùng pháo tiếp kìa. Chuẩn bị này kìa, nó tấn công ở hướng này. Họ bọn nó hết pháo rồi nhá, cho nên là mọi người không cần phải tránh pháo. Không cần phải đứng né pháo đâu. Pháo mình chạy đi, pháo mình chạy đi. Chạy sao kịp. Ôi gần tí bè à. Ôi giời. Bác IS-4 không cần phải đuổi theo nó đâu, bác IS-4 không cần phải đuổi theo nó đâu. Kệ chúng nó. Bác Thanh 80 lùi lại về nhà đi, đừng lên. Hay quá, hay quá. Bác Thanh 80 lùi lại về nhà không lên. Đứng lấp đằng sau mấy cái tảng đá đấy. Nó hết pháo rồi, bác không lên làm gì cả. Tùng về nhà đi, không lên làm gì hết Tùng. À, hai bác 261 câu vào chứ hướng bay nhà nó đi. Kìa, của nó không còn kìa. Pháo nữa các ông ơi. Không còn pháo nữa thì mình chặn nó lại đi. Thôi mình lùi đây, mình lùi chặn đây. Lại đi. Tập trung bắn một con. Còn chặn nó lại không cho nó lên. Bác Thanh 80 lấp sau cái tảng đá đi. Các bác lên giúp mình cái. Mấy bác này đứng đứng đấy để nó bắn mình từ nãy giờ. T-30 VM-100 kìa, cứ để nó bắn mình kìa. T-7 nó lên nó tồn, bắn đứt sức T-7 đi. Chắc nó bắn chết mình mất. Ủa kìa, đừng đừng không cho T-7 lên không. Thôi được rồi, mình an toàn rồi. Thôi các bác cứ bình tĩnh thôi, mình an toàn rồi. Cứ scout cho pháo bắn thôi, cứ để pháo bắn. Lùi lại anh ơi, lùi lại. Lão còn bắn như cái hay gì quá, hay quá. Thôi đừng có bắn với con E-100 đi nữa. Bắn trượt thì cũng phí. Pháo di chuyển ra vị trí nào mà bắn được toàn bộ các vị trí đi. Pháo di chuyển ôi, ra vị trí đẹp vào. Bọn này nó chê bác ếch thịt già quá rồi, nó không thèm ăn.
xông vào giết lốt con Yên 7 bằng thành. Thôi thôi thôi, hai bác em 100 và T30 lùi, đứng nấp vào để chờ 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 mấy ông pháo bắn. Pháo có di chuyển lên được chỗ K kia thì ông K1 ấy, bắn chết mấy con em 100 này phát, có một con em 100 bướng lắm. Rồi, lên đi, lên làm thịt đó đi. Hay quá. Pháo di chuyển ra chỗ nào bắn được con E100 này cả. Cáo đi. Con này bướng quá, con này bướng quá. Nó còn 65% thôi. Phải có sai thì mới bắn được. Okay. Con E100 còn 65. Thế phải bắn. Có sai mới bắn được. Thế bắn con IS-7 trước đi đã. Rồi IS-7 để mình. Đang êm. Từ từ bác E75 từ từ để bắn xong con IS-7 đã. Đây rồi, đây không cả. 75 có 13 tới cả vậy đây làm gì vậy? Còn 3%. Con T30 ở trên đồi kìa. Bắn hộ mình phát, không thì nó bắn mình. Kin T30 trước. Pháo tập trung bắn T30. Đúng rồi, thì nó đi. Đánh trận này hay quá, đánh với chủ đất đánh quá hay. Mà sao bọn nó lại tha em nhỉ? Bác tiếp tục già, pháo quay sang E100 đi. Bác anh già thịt dai nó không thèm ăn. Khổ lắm nữa. Pháo trận này rồi, pháo với đấy, này quá. Đánh với chủ đất phải đánh như này mới thích nhỉ. Trận này công đầu thuộc về bác Huỳnh Thi. Không, công đầu thì bao giờ cũng phải thuộc về chỉ đạo. Tức là only one. Một xe vòng sau nó đi, một xe vòng sau nó đi. Lấy sai đi nào. Không có sai. Quả lẽ em được có huân chương gì nhỉ? À xem nào, huân chương chiến công hạng nhất. Thôi lao lên hiếp dầm nó đi. Pháo dừng đi, pháo dừng để cho HT bắn. Tất cả pháo dừng lại đi. Các bác ơi. Pháo dừng hết lại đi. Các bác bắn cho nó còn ít máu rồi cho em thịt nhé. Em tức con này lắm. Em mà không được giết con này em ngủ không ngon. Các bác ơi. Để cho T30 bắn. Tao không được. Đằng sau mình còn HT đằng sau. Pháo đừng bắn nhá, không chết nhà mình, quân mình đấy.